Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụ Music. Các bạn đang có mặt tại showroom 98 Bành Văn Chân, phường 7 Tân Bình, cùng theo dõi buổi giao hàng vô cùng nhiều nhạc cụ, nhạc Kitman, organ K200, K350, piano điện KS3 và số lượng lớn chân đàn đến với đại lý tại biên hòa của Minh Phụ Music trong hôm nay. Nào anh em chuẩn bị hàng với team nhé. Đây chính là 6 thùng đàn organ K350, K200, những chiếc chân đàn và thùng piano KS3 được đem ra sẵn sàng chuẩn bị đóng hàng Kitman K200 với nhiều tính năng hữu ích cho các bạn bắt đầu học chơi đàn organ. Tiếp đến là Kitman K350 có trang bị Big Ben luôn được update style liên tục từ nhà sản xuất, và cuối cùng là chiếc piano KS3, một cây đàn sở hữu thư viện âm nhạc ấn tượng với âm thanh hay cùng những bộ style độc quyền dành cho khách hàng tại Minh Phụ Music. Nào bắt đầu đóng hàng thôi anh em. Đầu tiên sẽ là Kitman K350, 3 thùng đàn được xếp ngay ngắn, 2 nhân viên bọc quanh các mặt của thùng đàn, nhiều vòng ni lông chậm cẩn thận. K200 cũng làm tương tự, bọc xung quanh nhiều vòng ni lông, không chỉ giúp đàn được bảo vệ trong khi vận chuyển mà nhân viên sẽ dễ mang vác hơn, ra xe hàng cũng như đem đi giao được an toàn. Còn đây chính là những chiếc chân đàn, một trong những món quà tặng theo đàn cực kỳ hấp dẫn mỗi khi khách hàng đến mua organ tại Minh Phụ Music, đang được tìm đông gói cẩn thận với nhiều vòng ni lông kỹ càng tỉ mỉ. Anh em có thể thấy được các kiện chân đàn quấn rất nhiều vòng ni lông xung quanh thật là dày và vô cùng chắc chắn để đảm bảo thông tin đại lý và khách hàng chính xác, tránh sai sót. Bạn nhân viên đang kiểm tra lại số lượng sản phẩm lần cuối và chuẩn bị đầy đủ toàn bộ giấy tờ cần thiết của chuyến đi. Còn đây là siêu phẩm Baby Grand Piano đến từ nhà Yamaha G3E, đã cập bến Minh Phụng chúng mình trong đợt xuống hàng lần trước, đang được đội ngũ kỹ thuật nhanh chóng kiểm tra hoàn thiện để phục vụ anh em trong thời gian sắp tới. Xe hàng có mặt rồi mọi người ơi. Hai bạn đang cùng mang piano Kitman KS3 đưa vào trong thùng xe, canh chỉnh thùng đàn hợp lý, sau đó là kiện hàng K350 rồi đến thùng hàng K200. Tất cả đàn đã xong, giờ thì anh em sẽ đưa toàn bộ chân đàn lên xe. Hàng xong rồi, lên đường đến nhà xe, gửi hàng đi biên hòa thôi nào. Đội Minh Phụng tụi mình đã đến chành, cùng theo chân anh em mình mang từng kiện hàng vào nhà xe nhé. Lần lượt các kiện, nào là chân đàn, đàn K200, K350 và cuối cùng là piano KS3, và buổi giao nhạc cụ về đại lý tại biên hòa hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe, ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu organ và piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.